Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 124 của bộ truyện Xuyên Thành Cai Ngục Tại Dị Giới. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Nha Linh Tuyết có hơi sửng sốt. Người hỏi cái này để làm cái gì? Đương nhiên là giúp người giết hết quỷ thần, giúp người thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn rồi. Cố Thanh Phong nói như chuyện đương nhiên. Lông mày Nhan Linh Tuyết càng nhíu càng sâu. Người cứ tự tin như vậy, không sợ chết trong tay ta sao? Khắc khắc khắc, bổn đế chỉ sợ không đủ sung sướng. Thật sự rất muốn nhìn người ở thời kỳ toàn thịnh, tồn tại cường đại như người, một khi khôi phục toàn bộ sức lực, vậy sẽ là tình trạng như thế nào? Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói. Suy nghĩ của Nhan Linh Tuyết về Cố Thanh Phong lúc này đột nhiên có một chút thay đổi. Người này tuy rằng điên cuồng, kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới lại có trái tim cường giả. Chỉ sợ kẻ địch không đủ mạnh. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Cố Thanh Phong đã trực tiếp làm cho sắc mặt Nhan Linh Tuyết hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần nghĩ đến có thể đặt một nữ tử cường đại cao ngạo như người ở dưới thân, tùy ý chơi đùa, bổn đế đã hưng phấn đến mức không thể kiềm chế nổi. Thật sự rất muốn đập nát vỏ ngoài cao ngạo lạnh lùng của ngươi, để thưởng thức sự yếu ớt, ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, xấu hổ, sỉ nhục. Khắc khắc khắc. Hình ảnh đó chỉ cần suy nghĩ về nó thôi, đã cảm thấy tuyệt vời. Cố Thanh Phong cười tà nói, hắn hưng phấn, liếm liếm khóe miệng mình. Hỗn sự! Nhan Linh Tuyết giận dữ mắng, lông mày lá liễu dựng thẳng, khí thế đáng sợ từ trong thân thể mềm mại bốc lên. Cả huyết nguyệt sơn đều bắt đầu chấn động, hư không bốn phía lập tức vặn vẹo. Mái tóc như thác nước của nàng tung bay theo gió, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng đỏ tươi, làm nổi bật cả người nàng ta, yêu diễm quỷ dị hơn. Hôm nay bổn cung muốn luyện ngươi thành con rối, để ngươi vĩnh viễn làm nô lệ. Khà khà khà. Thật tàn nhẫn, so ra bổn đế so với ngươi thiện lương hơn nhiều. Nếu ngươi làm nô lệ, bổn đế sẽ không nô dịch ngươi vĩnh viễn, mà sẽ cho phép ngươi tự do. Tuy nhiên là sau khi ngươi chết. Chết đi! Còn người Nhan Linh Tuyết như điện lạnh, hung hãn ra tay. Nàng ta vung tay ngọc lên, chém ngang trời. Một đạo kiếm khí u ám kích động, quang ảnh luân hồi trên kiếm khí đan xen nhau. Nhìn thấy một màn này, Cố Thanh Phong cười càng vui vẻ hơn. Thì ra còn là một vị kiếm tù. Bổn đế thích những kiếm tù các người nhất. Từng người một hét lên rằng thả gãy chứ không cong. Nhưng kết quả sau khi bị bổn đế bắt được, thân thể kia quả thực là muốn cong như thế nào thì cong như thế đấy. Cũng để cho bổn đế nhìn bộ dáng trước cong sau vảnh của ngươi nào. Khắc khắc khắc. Âm. Cố Thanh Phong cười điên cuồng, thò tay ra. Mà vằn cấm kỵ trên bàn tay trắng nõn chớp động, mà khí cuồn cuộn bốc lên. Vẻn vẹn chỉ một trào, đã dễ dàng nắm lấy luân hồi kiếm khí trong tay. Sau đó ngắt một cái, kiếm khí ầm ầm nghiền nát, hóa thành mưa sáng đầy trời. Lúc này Cố Thanh Phong lại nhướng mày. Sao lại yếu như vậy? Mẹ kiếp, bổn đế đã nói ta muốn giúp người giết chết toàn bộ quỷ thần. Người mau nói cho ta biết quỷ thần còn lại ở đâu. Nhan Linh Tuyết cảm giác mình bị coi thường, lập tức nổi cơn phẫn nộ, hoàn toàn không thèm tiếp lời hắn, ra tay lần nữa. Chết cho bổn cung! Bỉ ngạn hoa khai! Dầm! Thoáng chốc trên bầu trời nổi lên mưa hoa bỉ ngạn. Vô số đóa hoa bỉ ngạn đẹp đẽ từ trên trời giáng xuống, dường như có một bàn tay to vô hình khống chế. Hoa bỉ ngạn từ từ ngưng tụ trước thân thể mềm mại của Nhan Linh Tuyết. Trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một con đường mộng ảo đan xen ánh sáng và bóng tối. Thoáng chốc trên bầu trời nổi lên mưa hoa bỉ ngạn, vô số đóa hoa bỉ ngạn đẹp đẽ từ trên trời giáng xuống, dường như có một bàn tay to vô hình khống chế. Hoa bỉ ngạn từ từ ngưng tụ trước thân thể mềm mại của Nhan Linh Tuyết. Trong chớp mắt, đã ngưng tụ thành một con đường mộng ảo đan xen, ánh sáng và bóng tối, trải ra trong hư không,
đi vào vực sâu u ám vô tận, tựa như kết nối với tận cùng luân hồi. Vô số hoa bỉ ngạn lộng lẫy, bay tán loạn khắp nơi. Một luồng sức mạnh thần bí mơ hồ, uy năng cấm kỵ, bao phủ hiện trường. Uy năng khủng bố kia, cảnh tượng chói mắt, mỹ lệ chí mạng, làm cho vong hồn Nhan Linh Ngọc, vốn đã trốn rất xa, lần nữa chạy ra xa mấy dặm. Với cảnh giới chuẩn tiên vương của nàng ta, căn bản ngay cả tư cách xem trận cũng không có. Nhan Linh Ngọc có thể cảm giác được rõ ràng, trong những bông hoa bỉ ngạn này ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ đáng sợ. Mỗi một đóa hoa đều có được sức mạnh tiêu diệt một vị tiên vương. Dưới sự chỉ huy của Nhan Linh Tuyết, con đường những bông hoa bỉ ngạn này ngưng kết nhanh chóng lan rộng về hướng Cố Thanh Phong. Một khi bước lên con đường này thì hồn có thể trở về thế giới bên kia. Nhưng đối mặt với thần thông quỷ dị như vậy, Cố Thanh Phong lại hưng phấn cười, trực tiếp chủ động đi vào trong đó. Khóe miệng Nhan Linh Tuyết hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Tự tìm đường chết. Sau một khắc, những bông hoa bỉ ngạn kia điên cuồng bao vây lấy Cố Thanh Phong, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Ánh lửa đỏ thẫm, nóng rực phóng lên trời. Đó không phải ngọn lửa bình thường, mà là lửa luân hồi giúp người ta đi luân hồi. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong đã trở thành một người lửa. Nhưng mà kỳ quái chính là không có xuất hiện tiếng kêu rên thảm thiết như trong tưởng tượng của Nhan Linh Ngọc. Chỉ thấy người lửa kia không chỉ hành động, không hề tổn hao gì, thậm chí hắn còn hứng thú, giơ tay lên, nhìn giống như hắn đang cảm thấy mới lạ, thú vị vậy. Luân hồi chi hỏa lại không có tác dụng gì với ngươi sao? Rốt cuộc sắc mặt Nhan Linh Tuyết cũng thay đổi kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, trong nháy mắt bỗng nhiên càng tái nhợt hơn. Lúc này người lửa Cố Thanh Phong hóa ra to miệng, dùng sức hít một cái. Chỉ thấy hỏa diễm trên người hắn giống như nước chảy toàn bộ tràn vào trong miệng hắn. Thân hình tuấn tú phong độ của Cố Thanh Phong từ từ lộ ra, lông tóc không hề tổn hao gì. Không chỉ như thế, ngay cả con đường hoa bỉ ngạn cũng bị hắn hút hết toàn bộ vào trong bụng. Hương hoa nồng đậm này thật sự không tồi. Cố Thanh Phong tỏ vẻ vô cùng hài lòng, lập tức hắn dùng hai mắt tràn ngập ma quang, nhìn thẳng về phía Nhan Linh Tuyết. Chỉ là không biết tư vị của mỹ nhân da thịt tuyết trắng như người có phải cũng thơm khắp người giống như hoa bỉ ngạn này hay không? Khốn kiếp! Nhan Linh Tuyết giận dữ hừ một tiếng, bàn tay như ngọc nắm chặt trong hư không. Bỗng nhiên những đóa hoa bỉ ngạn bay về phía nàng ta. Ở trong tay nàng ta chậm rãi ngưng tụ thành một thanh hoa kiếm. Nàng ta tung kiếm xông về phía trước, luân hồi áo nghĩa hóa thành kiếm khí đầy trời, tức giận xông vào đầu trâu. Vô số kiếm khí luân hồi bốc lên, phá vỡ hư không, tiến hóa thành một phương địa ngục luân hồi đáng sợ. Bên trong chứa sáu đạo luân hồi lực, hung hăng chấn áp Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cũng cảm thấy thú vị. Hắn tương đối thích áp đảo đối với nam nhân, nhưng đối với nữ tử tuyệt sắc cỡ này, hắn càng thích dùng xúc tu trói lại. Quỷ thần chi xúc! Hắn vỗ tay xuống đất, ầm ầm. Thiên địa kịch liệt chấn động, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, bầu trời lập tức vặn vẹo. Vô số xúc tu to như dây leo từ dưới lòng đất dâng lên, từ bầu trời buông xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết nguyệt sơn hoàn toàn biến thành biển xúc tu. Thần sắc Nhan Linh Tuyết không thay đổi, thân thể mềm mại cực kỳ linh hoạt. Nàng ta liên tục di chuyển, tránh những xúc tu, thậm chí còn thỉnh thoảng chân dẫm lên dây leo cực mượt. Cuối cùng bất ngờ xuất hiện trước người Cố Thanh Phong, đâm ra một kiếm, địa ngục luân hồi, chấn áp Cố Thanh Phong. Đối mặt với hắn, Cố Thanh Phong nhếch miệng cười, đối mặt với một kiếm đáng sợ đang đánh tới, hắn trực tiếp há tỏ miệng. Rắc, hàm răng trắng trực tiếp cắn mũi kiếm, dị tượng địa ngục luân hồi trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Cái gì? Nhan Linh Tuyết kinh hãi đến tái mặt. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới trên thế gian lại có những chiếc răng có thể cắn được cả luân hồi. Nàng ta dùng sức rút kiếm, muốn rút bảo kiếm ra, nhưng hoàn toàn không có cách nào lay động được nó. Lúc này ma chảo của Cố Thanh Phong đã bắt lấy thân thể mềm mại của nàng. Nhìn thấy vị trí muốn Cố Thanh Phong muốn tóm lấy, ánh mắt Nhan Linh Tuyết hiện lên vẻ kinh hãi. Nổ! Nàng ta giận dữ mắng một tiếng,
hoa kiếm Bỉ Ngạn trong tay trong nháy mắt nổ tung, giống như một vụ nổ hạt nhân, lửa phóng lên đầy trời. Nàng ta mượn thế lửa, thân hình trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại một lần nữa, dĩ nhiên đã ở ngoài trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Cố Thành Phong. Khắc khắc khắc, mỹ nhân đừng chạy, mau tới đây để bổn đế vui vẻ. Mặt mày Cố Thành Phong cười nham nhở, hai mắt lóe lên ma quang, hai chân hắn phát lực, cả người ma khí như vực sâu, trong nháy mắt bùng phát giống như vòi rồng. Mặt đất mạnh mẽ nứt ra, thân hình của hắn phóng lên trời, giống như đạn pháo xông về hướng Nhan Linh Tuyết. Nhan Linh Tuyết cắn răng, giơ cao hai tay thành hình dáng trời. Huyết Nguyệt diệt thế! Ầm ầm, chỉ thấy Huyết Nguyệt treo cao 9 tầng lại ầm ầm rơi xuống, hung hăng trấn áp Cố Thanh Phong, giống như một bánh xe ánh sáng, màu máu khổng lồ, huyết quang như thủy triều. Một đòn này rất rõ ràng là Nhan Linh Tuyết đã mượn sức mạnh của Hoàng Tuyển Quỷ Thành, không giống như quỷ thần trước đó mượn lực, mà nàng ta vận dụng sức mạnh căn nguyên của Hoàng Tuyển Quỷ Thành. Huyết Nguyệt này chính là nguồn sức mạnh của Hoàng Tuyển Quỷ Thành. Huyết Nguyệt khủng bố từ trên trời giáng xuống, chỉ là thế rơi xuống đã tạo lên trọng áp vô tận. Dưới cỗ trọng áp này, Huyết Nguyệt Sơn trong nháy mắt sụp đổ, hư không cũng bùng nổ. Dưới Huyết Nguyệt khủng bố này, thân thể Cố Thanh Phong quả thực giống như một con kiến hôi nhỏ bé. Trong mắt Nhan Linh Tuyết hiện lên vẻ khoái ý. Ánh sáng của mặt trăng máu cuối cùng sẽ nuốt chửng hết tất cả. Chết đi! Cố Thanh Phong mỉm cười đánh ra một quyền. Đó là một quyền không hề hoa mỹ, giống như trở lại nguyên trạng, không hề mang theo bất kỳ dao động huyền diệu nào. Nắm đấm của Cố Thanh Phong so với Huyết Nguyệt quả thực giống như xúc tu còn kiến, cực kỳ nhỏ bé. Nhưng một quyền nhỏ bé như vậy, khi hắn chạm vào Huyết Nguyệt trong nháy mắt, ầm ầm vang lên tiếng gầm gừ kịch liệt, khó có thể tưởng tượng. Đà rơi của Huyết Nguyệt trong nháy mắt dừng lại. Bùm! Tiếng răng sắc đột nhiên vang lên. Từng vết nứt sâu không thấy đáy sinh ra từ trên Huyết Nguyệt, với các vết nứt càng lúc càng nhiều, cuối cùng ầm, toàn bộ Huyết Nguyệt trong nháy mắt nổ tung, hồng quang huyết sắc lan tràn ra giống như lũ lụt ngập đầy trời cho đến khi bị tiêu diệt. Còn có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng ra đi. Cố Thanh Phong sau khi đánh nổ Huyết Nguyệt nói như vậy, nhưng Nhan Linh Tuyết vốn nên kinh hãi, lúc này lại đột nhiên nở nụ cười. Trên mặt nàng ta không có bất kỳ vẻ kinh hoàng nào nữa, ngược lại mặt mày trở nên rạng rỡ, như phần thắng đang nắm chắc trong tay. Cảm ơn ngươi đã giúp ta giải trừ nguyền rủa triệt để báo đáp, bổn cung cho phép ngươi lựa chọn chết như thế nào. Nhan Linh Tuyết cười nói. Cùng lúc đó, một cỗ uy thế kinh khủng phun trào, giống như đã tránh thoát khỏi gông xiềng. Giờ khắc này, Nhan Linh Tuyết giống như nữ đế cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, toàn bộ thế giới đều dẫm dưới chân. Cười bỏ nguyên rủa. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, Nhan Linh Tuyết khẽ cười nói. Còn không rõ sao, bổn cung vừa rồi vẫn luôn diễn kịch, mục đích chính là để cho ngươi hủy diệt Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt này là căn nguyên của tất cả nguyên rủa ở Hoàng Tuyển Quỷ Thành. Năm đó bổn cung vì muốn hoàn toàn nắm giữ bí ẩn của luân hồi, cho nên không tiếc chuyển thế trọng sinh, thậm chí hóa thành quỷ thần, rơi vào nơi này. Về sau mặc dù lợi dụng nguyền rủa quỷ thần để khống chế bí mật luân hồi, nhưng bản thân cũng bị nguyền rủa, vĩnh viễn bị vây khốn ở nơi này. Nhờ có ngươi, không chỉ tiêu diệt quỷ thần, còn phá vỡ Huyết Nguyệt, làm cho bổn cung hoàn toàn thoát khỏi nguyền rủa. Cho nên nói, ngươi là nô lệ của sức mạnh cũng không sai một chút nào. Tự cao, tự đại, coi trời bằng vung, ngay cả trúng bẫy của kẻ địch cũng không biết. Cố Thanh Phong nghe nàng ta nói như vậy, cuối cùng hắn cũng phẫn nộ. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Cố Thanh Phong, vẻ khoái ý trong mắt Nhan Linh Tuyết càng lúc càng rõ ràng. Phẫn nộ đi, ngươi càng phẫn nộ thì càng chứng minh ngươi... Cầm miệng lại, đồ khốn, khốn kiếp. Lời bổn đế vừa nói với ngươi, ngươi không lọt vào tai được câu nào sao? Bổn đế đã nói sẽ giúp ngươi giải trừ nguyền rủa. Ngươi con mẹ nó phải đi một vòng tròn lớn,
ngươi ăn no rừng mỡ à? Nhan Linh Tuyết trong nháy mắt sửng sốt, nàng ta suy đoán Cố Thành Phong sẽ tức giận, nhưng hiển nhiên nàng ta không đoán được nguyên nhân. Nàng ta vốn tưởng Cố Thành Phong sẽ tức giận vì bị mình lợi dụng, lừa gạt hắn, kết quả lại không như vậy. Hóa ra hắn chán ghét việc chậm chạp giải trừ nguyền rủa. Gã này có bị điên không? Lập tức nàng ta khàn khàn bật cười, thật vất vả mới thoát khỏi vây khốn, bản thân còn so đo với một người chết cái gì. Vừa nghĩ đến đây, nàng ta không nhiều lời nữa, mà đưa tay về phía sau lưng, giống như muốn bắt lấy cái gì đó. Nhưng rõ ràng, sau lưng nàng ta cũng không có gì. Ngay sau đó, xuất hiện một cảnh gây sốc, chỉ thấy nàng ta lại từ từ duỗi tay ra sau cổ, móng tay bé nhọn đâm vào máu thịt trực tiếp cắm tay vào. Ngay sau đó, nàng ta bắt đầu kéo cột sống của mình và kéo nó ra ngoài. Xẹt! Cột sống được nàng ta rút ra khỏi lưng, cầm nắm trong tay. Thần kỳ chính là trên đó không có một chút máu tươi nào. Cố Thành Phong tập trung nhìn, phát hiện đó căn bản không phải là cột sống, mà là một thanh cốt kiếm tái nhợt. Thần kiếm tái nhợt như tuyết, quấn quanh khí tức cấm kỵ khủng bố, rất bất phàm. Ầm! Khi cốt kiếm hiện thế, thiên địa chợt trời đất đột nhiên chấn động, kiếm khí khủng bố xông thẳng tới 9 tầng trời, đánh ra một lỗ thủng trên bầu trời. Một cỗ kiếm uy vô thượng không cách nào hình dung vào lúc này bộc phát, thần bí khủng bố lại mơ hồ lưu chuyển trên cốt kiếm. Trong nháy mắt, kiếm uy hiện ra dường như muốn chém vỡ 9 tầng trời, chấn áp vạn đạo. Giờ khắc này Nhan Linh Tuyết giống như chúa tể của kiếm đạo, chủ của luân hồi, úp lòng bàn tay xuống, nàng ta biến chúng thành mưa. Bỗng dưng Nhan Linh Tuyết nở nụ cười. Nụ cười của nàng ta tuyệt diễm trong sáng, phong thái tuyệt đỉnh. Trang phục màu đỏ phất phơ theo gió, làm ấm áp thời gian khiến năm tháng kinh diễm. Đồng thời trong nụ cười kia cũng tràn đầy vẻ kiêu ngạo cùng khinh thường. Từ sau khi bổn cung luân hồi chuyển thế, ngươi là đối thủ đầu tiên khiến ta phải sử dụng thực lực thật sự rồi, đủ để kiêu ngạo rồi. Khắc khắc khắc, ngươi là từ sau khi bổn đế duyệt qua vô số mỹ nhân, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nương tử trắng như ngươi. Nữ nhân, ngươi thành công làm cho bổn đế hứng thú, ngươi chắc cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh. Cố Thanh Phong cười tà nói. Chết đến trước mắt còn dám nói năng lỗ mãng, hôm nay bổn cung sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Xẹt! Nhan Linh Tuyết chém ra một kiếm, phát ra kiếm ý, diễn hóa thành ánh sáng và bóng tối luân hồi, che khuất bầu trời, giống như chúa tể của sáu đạo đang diễn giải luân hồi. Cố Thanh Phong tiện tay vung lên, kiếm khí khủng bố ẩn chứa luân hồi lập tức giống như ruồi nhặng bị đánh nát, hóa thành mưa sáng đầy trời. Trong mắt Nhan Linh Tuyết hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Luân hồi chi lực điên cuồng khuếch tán, hóa thành một thế giới luân hồi sáu đạo kỳ bí và tráng lệ, nghiền nát khắp bầu trời. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, hư không vặn vẹo, vạn đạo kêu gào. Trên mặt Cố Thanh Phong lộ ra ý cười khinh thường, hắn sải bước về phía trước. Đối mặt với giới vực luân hồi, hắn một quyền đánh ra. Giới vực luân hồi rộng lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cái gì? Hai kiếm liên tiếp đều bị Cố Thanh Phong dễ dàng ngăn cản như vậy. Điều này làm cho Nhan Linh Tuyết chấn động, nhìn Cố Thanh Phong không ngừng đi về phía mình. Trong mắt nàng ta nổi lên huyết quang nồng đậm. Nàng ta vốn tưởng rằng sau khi mình phá vỡ gông xiềng rồi lấy ra cốt kiếm bổn mạng, người này chắc chắn không phải kẻ địch của nàng ta. Nhưng hiện tại nàng ta phát hiện bản thân đã sai rồi, còn sai rất nghiêm trọng. Rốt cuộc cảnh giới của ngươi là gì? Cảnh giới? Bổn đế tốt nhất vẫn không nên nói, nếu không sợ ngươi chịu không nổi đả kích, sẽ tự sát. Ngông cuồng! Nhan Linh Tuyết tức giận ra tay, luân hồi chi lực thôi phát ra đến cực hạn, uy thế càng lúc càng lớn, cả người giống như ma quỷ, lấn qua người. Cốt kiếm tái nhợt thuận thế chém xuống, trực tiếp lấy Cố Thanh Phong, dường như muốn chặt đầu hắn. Trong một kiếm này ẩn chứa luân hồi sâu sắc đáng sợ, sức mạnh hủy diệt có thể nói là kinh người.
giống như giới vực luân hồi ngang bầu trời, diễn giải sáu đạo bí mật luân hồi, hiện ra vô số quang cảnh, cấm kỵ, thần bí. Nhưng mà Cố Thanh Phong lại không hề nhúc nhích gì. Khi đối mặt với một kiếm khủng bố này, hắn cứ như vậy, nhìn đối phương chém vào cổ mình với vẻ mỉa mai. Keng! Vang lên tiếng kim loại và chạm chói tai, cốt kiếm chém vào cổ Cố Thanh Phong, ngay cả da cũng không chém rách, ngược lại bắn tung tóe một chuỗi tia lửa. Làm sao có thể? Nhà Linh Tuyết kinh ngạc hét lên, cũng chỉ có nàng ta hiểu rõ, thanh cốt kiếm này chính là thần binh, nàng ta dùng cột sống của mình để luyện hóa pháp khí. Phương pháp luyện hóa tà ác như này mới tạo nên thanh kiếm này cực kỳ lợi hại. Cho dù là tiên vương binh tầm thường ở trước mặt kiếm này, cũng chỉ có thể một kiếm đã chém đứt. Nhưng hiện tại, vậy mà chém không ngừng vào cổ Cố Thanh Phong. Chẳng lẽ thân thể người này còn cường hãn hơn so với tiên vương binh? Nhân lúc nhà Linh Tuyết đang khiếp sợ thất thần, Cố Thanh Phong cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tà. Một ma chảo thẳng tắp duỗi ra, vươn ngón trỏ cùng ngón cái, dùng sức nhéo một cái. À! Nhà Linh Tuyết ngay lập tức kinh ngạc hét lên, khuôn mặt trắng như tuyết của nàng ta cũng nổi lên một chút đỏ ửng, xấu hổ và giận dữ đan xen. Ta phải giết ngươi! Nàng ta đã mất đi lý trí, hoàn toàn không quan tâm đến việc có thể chém được Cố Thanh Phong hay không, điên cuồng vung cốt kiếm, không ngừng chém về phía Cố Thanh Phong. Một sức mạnh luân hồi khủng bố, tàn sát bừa bãi, trên thân kiếm lại truyền ra tiếng kêu của oan hồn. Keng! Trong lúc đó tia lửa văng tung tóe khắp nơi, nhưng mà Cố Thanh Phong vẫn không hề tổn hao gì, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không bị rớt. Đối mặt với loại quỷ thần này, loại cốt kiếm tà ác này, Cố Thanh Phong tỏ vẻ cứ chém rất là thoải mái. Đương nhiên hắn cũng không phải là người bị đánh mà không thể trả tay. Một đôi ma chảo không ngừng thò ra ngoài. Xoẹt, xoẹt, chiếc giá y màu đỏ thẫm trong nháy mắt bị thủng mấy cái lỗ lớn, lộ ra làn da trắng tuyết, trắng đêm phát sáng, trắng dọa người. À! Đột nhiên Nhan Linh Tuyết cảm thấy mát mẻ, làm cho nàng ta trong nháy mắt thanh tỉnh. Thân hình quỷ mị của nàng ta đột nhiên lùi về phía sau, vội vàng kéo dài khoảng cách với Cố Thanh Phong. Sức mạnh lưu chuyển, y phục trên người cũng phục hồi như cũ trong nháy mắt. Nhưng xúc cảm ấm áp kia cùng với ký ức xấu hổ lại chậm chạp không cách nào nguôi ngoai. Khắc khắc khắc, thân thể quỷ thần quả nhiên lạnh lẽo, mềm mại. Muốn thâm nhập tìm hiểu sâu hơn, tất nhiên có một phen tư vị khác. Cố Thanh Phong cười tà, ngửi ngửi ngón tay, giữa ngón tay vẫn còn lưu lại hương thơm. Sát khí của Nha Linh Tuyết tăng vọt khắp người, trong mắt hồng quang quỷ dị nồng nàn, ngay cả những sợi tóc cũng điên cuồng tung bay theo gió. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí thế khủng bố, khó có thể nói thành lời từ trên người nàng ta. Ầm ầm, trời rung đất lắc, những ngôi sao phai màu, vạn vật đều tịnh mịch. Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm, vĩnh viễn chìm trong biển khổ đi. Nhà Linh Tuyết lạnh lùng nói, âm thanh như hàn băng, giống như đến từ cửu u địa ngục, làm cho người khác rét lên bần bật. Khi nàng ta chém ra một kiếm, thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại, kiếm khí ngút trời hóa thành một dòng biển khổ đục ngầu không chịu nổi. Biển khổ vô biên, quay đầu không có bờ. Sóng biển đục ngầu quay cuồng, giống như có vô số oan hồn ở trong đó đang dãy giụa gào thét. Sức mạnh thần bí khủng khiếp ấp ủ ở trong đó, giống như muốn lật tung các thần và Phật trên bầu trời. Chém xuống mặt một kiếm, ầm ầm, làn sóng biển khổ đục ngầu trong nháy mắt bao phủ cả trời đất nơi Cố Thanh Phong đang đứng. Trầm luân, bất luận sinh linh nào cũng không thể thoát khỏi biển khổ, rơi vào trong đó giống như rơi vào địa ngục vô tận, sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Đây chính là luân hồi áo nghĩa, người trúng chiêu sẽ vĩnh viễn rơi xuống biển khổ. Dám bất kính với bổn cung, chết dễ dàng như vậy, thật sự là tiện nghi ngươi. Nhan Linh Tuyết oán hận nói, bất kể kiếp trước hay kiếp này,
nàng ta đều là chúa tể cao cao tại thượng. Từ khi nào mà có thể bị một tên nam nhân khinh bá như vậy? Làm sao nàng ta có thể không tức giận chứ? Đúng lúc này, ùng ục, biển khổ lại bốc lên bong bóng khí. Nhà Linh Tuyết hơi cả kinh. Tình huống gì vậy? Ngay sau đó, chỉ thấy trên biển khổ lại xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy kia từ đầu cực nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua thì vòng xoáy kia càng lúc càng chuyển động càng nhanh, càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như một cái vòi rồng. Cùng lúc đó, biển khổ đang điên cuồng đổ xuống, giống như dưới đáy biển có quái vật khủng bố nào đó đang thôn phệ nước biển. Cái này chẳng lẽ là... Nha Linh Tuyết chợt nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt không thể tin được. Ầm! Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra bóng dáng Cố Thành Phong. Chỉ thấy hắn há miệng, trong miệng có một lỗ đen đáng sợ đang điên cuồng thôn phệ biển khổ. Điều này làm sao có thể được? Khổ hải vô biên, bất kể là sinh linh nào cũng không thể sống sót. Ngươi lại có thể thôn phệ khổ hải? Sắc mặt Nha Linh Tuyết hoàn toàn thay đổi. Một màn khiếp sợ vừa rồi làm cho nàng ta kinh ngạc đến mức ngay cả quên mất mình vừa mới cợt nhả hắn. Tuy nhiên một lát sau, nàng ta đã ngay lập tức lấy lại tinh thần, bởi vì nàng ta biết hiện tại không phải là lúc để kinh ngạc. Sinh tử luân chuyển! Nha Linh Tuyết đâm ra một kiếm, một tòa sinh tử thần đài từ trên trời giáng xuống. Trên thần đài tràn ngập hai màu đen trắng, đó là sinh khí và tử khí đan xen lẫn nhau, luân chuyển không ngừng, đại biểu cho hồi phục và hủy diệt. Ầm ầm! Sinh tử thần đài chấn áp Cố Thanh Phong. Cùng lúc đó, Nha Linh Tuyết làm một lúc hai việc, vội vàng khơi dậy biển khổ, muốn lợi dụng sức mạnh của biển khổ đến trong ứng ngoại hợp, trong ngoài kẹp chặt công kích. Nhưng mặc cho hai đại thần thông gia thân, Cố Thành Phong vẫn sừng sững bất động như trước. Hắn vừa cắn nuốt biển khổ, vừa tiện tay vung lên đã ngay lập tức đánh nát sinh tử thần đài. Một lát sau, hai đại thần thông theo tiếng mà phá. Người đánh lâu như vậy cũng nên để bồn đế ra tay chứ. Lời còn chưa dứt, Cố Thành Phong đã hóa thành một đạo ma quang, xông về phía Nha Linh Tuyết. Ầm ầm! Một trường đánh ra, trên bàn tay quấn quanh ma quang chói mắt, diễn hóa ra cảnh tượng khủng bố như biển máu, núi xác. Một trường chấn giết quả thực giống như một tòa cửu u luyện ngục. Nha Linh Tuyết giơ kiếm ngăn cản, nhưng mà nàng ta tiêu hao hơn phân nửa sức lực, làm sao chống lại Cố Thanh Phong đã cắn nuốt được không ít sức mạnh. Rắc! Cốt kiếm trong tay trong nháy mắt bị đè cong, cuối cùng đánh vào trước ngực nàng ta. Cả người nàng ta giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh vào trong đống phế tích. Trong lúc nhất thời, đá vụn văng tung tóe, khói bụi bốc lên khắp bốn phía. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, Nha Linh Tuyết đã lao ra từ trong đống phế tích, thân hình chật vật, khóe miệng hiện ra một vệt máu, trên mặt tái nhợt có chút ửng hồng. Trong ánh mắt của nàng ta toát ra vẻ sợ hãi, điên cuồng vung kiếm, chém ra vạn đạo kiếm khí. Mà sau khi làm xong tất cả, nàng ta hoàn toàn, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, đã quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên, nàng ta sợ rồi. Nàng ta biết căn bản không đánh lại Cố Thành Phong. Đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng đối phương vẫn không hề bị chút thương tổn nào. Còn bản thân thì liều mạng phòng thủ, còn bị người ta một chưởng đánh bay. Cái này còn đánh như thế nào nữa? Kỳ thật cường giả như nàng ta tất nhiên đã có quyết tâm cá chết lưới rách. Nhưng vấn đề là tên ma đầu như Cố Thanh Phong, một khi nàng ta rơi vào trong tay hắn, hậu quả chắc chắn còn đáng sợ hơn so với chết. Để tránh sẽ bị đối xử tệ bạc, nàng ta lựa chọn bỏ trốn. Khà khà khà, đâm bổn đế nhiều kiếm như vậy còn muốn chạy sao? Hôm nay bổn đế nhất định phải ôm ngươi trở về. Cố Thanh Phong cười điên cuồng, tóc đen bay tán loạn trong gió. Trên da thịt hắn hiện ra vô số ma văn vặn vẹo như run bám. Những ma văn kia trong nháy mắt thiêu đốt, bộc phát ra ma quang cực hạn. Vèo!
Cả người hắn hóa thành một đạo ma quang, như một tia chớp chắn ở trước người Nhan Linh Tuyết. Đánh một quyền không có chút ý định thương hương tiếc ngọc nào, hung hăng đánh trúng vào cái bụng mềm mại của nàng ta. Nhan Linh Tuyết ngay lập tức khom người còng thành con tôm, cả người như sao băng từ trên trời rơi xuống. Mà ngay trong nháy mắt nàng ta rơi xuống đất, vô số quỷ thần chi xúc kéo dài trên mặt đất đã vây quanh nàng ta. Đừng làm tổn thương tỷ tỷ ta! Xa xa, hư không truyền đến một tiếng hét sợ hãi. Chỉ thấy Nhan Linh Ngọc lúc trước tránh xa xa, giờ lại xông tới với vẻ mặt kinh hoàng. Cố tiền bối, cầu người đừng giết tỷ tỷ ta! Nhan Linh Ngọc vừa giữ chặt ống tay áo Cố Thanh Phong, vừa cầu xin. Cố Thanh Phong cười, ôm nàng ta vào trong ngực, sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng ta. Yên tâm, tuyệt sắc như thế, bổn đế làm sao nỡ giết nàng ta chứ? Bổn đế chỉ muốn trừ tà, giúp nàng ta mà thôi, để cho nàng ta khôi phục nguyên trạng. Thật sao? Đương nhiên là thật. Bổn đế có thân phận gì, có cần phải lừa gạt một nữ tử như ngươi sao? Sau đó Cố Thanh Phong ôm Nhan Linh Ngọc, chậm rãi đi tới. Buông bổn cung ra, tên khốn bẩn thỉu! Nhan Linh Tuyết đang bị xúc tu quân lấy chặt chẽ, nàng ta hung hăng chửi rủa. Tỷ tỷ, Cố tiện bối nói hắn sẽ trừ tà giúp tỷ để tỷ khôi phục nguyên trạng. Cầm miệng, đổ tiện nhân nhà ngươi! Nhan Linh Tuyết giận dữ chửi. Nhan Linh Ngọc trong nháy mắt ấm ức, hốc mắt đỏ hoe, quay đầu nói với Cố Thanh Phong. Cố tiền bối, ngài mau cứu tỷ tỷ ta đi. Chỉ cần ngài có thể cứu tỷ tỷ ta, tiểu nữ nguyện ý làm nô tỳ để báo đáp đại ân đại đức của người. Được thôi, tuy nhiên thân thể tỷ tỷ người bị ăn mòn, quá mức nghiêm trọng. Nếu muốn làm cho nàng ta khôi phục lại nguyên trạng, phải áp dụng một số phương pháp không bình thường. Người ở một bên quan sát cẩn thận, tuyệt đối không thể quấy rối. Nếu không mọi công sức trước đó coi như uổng phí. Dám hỏi tiền bối là phương pháp khác thường gì? Nhan Linh Ngọc có chút lo lắng, nàng ta hỏi với vẻ rất thận trọng. Cố Thanh Phong nghiêm túc giải thích. Tình huống hiện tại của tỷ tỷ ngươi tương đương với trong cơ thể có hai nhân cách. Một là tỷ tỷ thật sự của ngươi, còn người kia là kiếp trước của tỷ tỷ ngươi. Bởi vì kiếp trước của nàng ta quá mức cường đại, cho nên dẫn đến tỷ tỷ ngươi bị cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Cho nên bây giờ bổn đế phải làm là làm cho yêu nữ này không thể khống chế thân thể này. Vậy cụ thể phải làm như thế nào? Rất đơn giản, làm cho nàng ta xấu hổ. Ai? Nhan Linh Ngọc trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tiền bối, người nói gì? Bổn đế nói làm cho nàng ta xấu hổ, chỉ có cực hạn xấu hổ làm cho nàng ta cảm thấy xấu hổ không thể chịu đựng được, thì nàng ta sẽ theo bản năng trốn tránh, sau đó nhường quyền kiểm soát thân thể. Người nghĩ lại xem, người gặp phải chuyện khó có thể chấp nhận, thì có phải là sẽ có thói quen phòng bế bản thân hay không? Một khi yêu nữ này phòng bế bản thân, tỷ tỷ ngươi không phải sẽ già ngay lập tức sao? Nhan Linh Ngọc gật đầu, có chút gian nan. Tuy rằng nàng ta cho rằng Cố Thanh Phong nói cũng rất có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy có chút quái lạ. Cố Thanh Phong ngay lập tức vẫy vẫy tay, vô số xúc tu di động, giơ Nhan Linh Tuyết lên. Bốn xúc tu quấn lấy hai tay hai chân nàng ta, tạo thành một chữ đại, giơ lên giữa không trung. Cảm nhận được tư thế quái dị như vậy, Nhan Linh Tuyết trong nháy mắt, kinh hoàng sợ hãi. Người muốn làm gì? Vừa rồi Cố Thanh Phong nói, nàng ta đều nghe thấy không thiếu một chữ nào. Nàng ta đã có thể tưởng tượng kế tiếp bản thân sẽ phải xấu hổ như thế nào. Khà khà khà, tất nhiên là trừ tà bằng cơ thể. Cố Thanh Phong nhe răng cười, chậm rãi đi về phía nàng ta. Nhan Linh Tuyết nóng nảy, tuy rằng nàng ta không rõ cái gì gọi là trừ tà thân thể, nhưng nàng ta rất rõ Cố Thanh Phong muốn làm gì với mình. Nàng ta tình nguyện chết chứ không muốn chịu loại đối xử này. Lúc này nàng ta điều động sức mạnh toàn thân, có ý đồ tự nổ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt, sức mạnh ngừng tụ lại, bốn xúc tu trói tay chân,
mạnh mẽ bộc phát ra một trận lực hút cường đại, giống như máy bơm nước, điên cuồng rút ra sức mạnh của Nhan Linh Tuyết. Nhan Linh Tuyết kinh hãi thất sắc, sức mạnh vừa mới ngưng tụ được đã trực tiếp bị rút khô. Khà khà khà, bắt đầu trừ tà từ đâu đây? Cố Thanh Phong không có ý tốt đánh giá. Cố Thanh Phong, nếu người dám động vào một sợi lông của ta, ta nhất định sẽ không để ngươi được chết dễ dàng. Ta là cường giả sống sót ở kỷ nguyên trước, còn có không ít người sống sót giống như ta. Rất nhiều người trong bọn họ từng có giao hảo với ta. Nếu người động ta, thì sẽ bị bọn họ săn đuổi, giết cho đến chết. Nhan Linh Tuyết đã vô cùng bối rối, trăm phương nghìn kế muốn uy hiếp Cố Thanh Phong. Nhưng Cố Thanh Phong căn bản không để ý tới nàng ta, mà là không ngừng nhìn lướt qua, tự hỏi nên xuống tay từ đâu. Cuối cùng ánh mắt hắn di chuyển xuống, dừng lại trên đôi giày thêu hoa màu đỏ nhỏ, tinh xảo kia. Trong đầu hiện lên đoạn phim ngắn, Trương Vô Kỵ, nghiêm hình bức cung Triệu Mẫn. Thành thật mà nói, hắn cũng muốn thử. Cũng không biết chân quỷ thần có thối hay không. Cố Thanh Phong chậm rãi, vươn móng vuốt ra tới đôi giày thêu hoa. Nhan Linh Tuyết trong nháy mắt kinh hãi thất sắc, không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân thể. Nhưng quỷ thần chi xúc liên tục không ngừng rút ra sức lực của nàng ta, làm cho nàng ta hoàn toàn không có sức lực để giãy thoát. Một đôi chân nhỏ liên tục đá đạp, nhưng cũng không có kết quả gì. Một giây sau, Nhan Linh Tuyết chỉ cảm thấy chân lạnh lẽo, đôi chân trắng nõn như ngọc. Chân ngọc tinh xảo nhỏ nhắn đã lộ ra ngoài. Trắng đến chói mắt, trắng đến mê người. 10 ngón chân cuộn tròn co quắp lại, giống như đậu khấu, dường như đang kinh hãi. Đừng, người mau dừng tay lại, đừng, ôi! Cảm giác nhột nhạt cùng cảm giác khác thường đột nhiên xuất hiện, làm cho Nhan Linh Tuyết không nhịn được bật cười. Trong nháy mắt, cảm giác xấu hổ dâng trào khắp toàn thân. Nàng ta không muốn cười, nhưng thật sự quá nhột. Nàng ta có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm của ngón tay. Hơn nữa nàng ta rất rõ ràng, Cố Thanh Phong giống như có một loại năng lực điều động cảm xúc. Từng đợt ma khí không ngừng chui vào lòng bàn chân, làm cho nàng ta hoàn toàn không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân. Nếu không cường giả như nàng ta, tuyệt đối không đến mức thất thố như thế. Sự xấu hổ không ngừng được phóng đại lên, đặc biệt còn có một khán giả ở bên cạnh. Lúc này Nhan Linh Ngọc đã trợn tròn mắt, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng ta cũng chưa từng thấy tỷ tỷ thất thố như vậy. Không biết vì sao, chính nàng ta cũng co chân ngọc trong giày lạ theo bản năng, cảm giác trên mặt có chút nóng bừng. Trong thế giới này tương đối bảo thủ, chân nữ tử không dễ dàng để lộ ra ngoài với người khác, chứ đừng nói đến việc Cố Thanh Phong đang làm. Yêu nữ, còn không mau trả lại quyền khống chế thân thể, nếu không, đừng trách bổn đế dùng đại hình để hầu hạ. Ta, ngươi... Nhan Linh Tuyết chỉ cười không thể nói được một lời hoàn chỉnh. Cố Thanh Phong vừa nghe, trong nháy mắt giận tím mặt. Khốn kiếp, lại còn dám cười nhạo bổn đế, hôm nay nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Cố Thanh Phong bỗng chốc tăng cường lượng trừng phạt, đến mức muội muội Nhan Linh Ngọc đều nhìn không nổi. Cố tiền bối, như vậy có quá mức quá hay không? Cầm miệng lại, ngươi không muốn tỷ tỷ gặp chuyện gì phải không? Ta cái gì mà ta? Bổn đế đây là đang cứu nàng ta. Nghi thức trừ tà tiến hành một lúc lâu, Nhan Linh Tuyết xấu hổ đến cực điểm, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, trở nên cực kỳ mờ mịt. Khi nàng ta thấy rõ hành động của Cố Thanh Phong, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hét thất thanh. Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì vậy? Dừng lại! Nàng ta liếc mắt đã nhìn thấy Nhan Linh Ngọc đang ở bên cạnh, giống như nhìn thấy cứu tinh, nàng ta vội vàng cầu cứu. Tiểu Ngọc, mau cứu tỷ! Nhan Linh Ngọc trong nháy mắt sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Cố tiền bối, ngươi mau dừng tay đi, tỷ tỷ đã trở lại, chỉ có tỷ tỷ ta mới có thể gọi ta là Tiểu Ngọc. Ngươi vẫn còn quá non trẻ, không thấy đây là yêu nữ, đang lừa gạt ngươi sao? Nàng ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Ngọc, thì ngươi tin hay sao? Nhưng đó là gì? Nếu bổn đế dừng lại, thì tất cả công sức đều uổng phí, tỷ tỷ ngươi sẽ không trở về được nữa.
Nhan Linh Ngọc trong lúc nhất thời rơi vào rối rắm. Tiểu Ngọc, hai người đang nói cái gì vậy? Ta chính là tỷ tỷ muội mà, muội mau cứu ta. Tỷ tỷ! Nhan Linh Ngọc dãy dụa một lát, cuối cùng cắn răng nói. Tỷ tỷ, tỷ kiên trì một chút đi, rất nhanh sẽ xong thôi. Tiểu Ngọc, muội... Một thời gian sau, Cố Thành Phong kéo Nhan Linh Ngọc lại, hỏi. Không được, tâm trí của yêu nữ này thật sự quá kiên cường, nhất định phải cố gắng hơn nữa. Tỷ tỷ ngươi có phải là thương ngươi nhất hay không? Nhan Linh Ngọc gật gật đầu. Vậy là được rồi, ngươi nhất định cũng phải gia nhập vào trừ tà, đồng cảm với tỷ tỷ ngươi. Như vậy mới có thể kích phát suy nghĩ tỷ tỷ ngươi muốn bảo vệ ngươi. Cái này... Nhan Linh Ngọc có chút trợn tròn mắt. Nàng ta không nghĩ tới bản thân mình cũng phải bị trừ tà. Vừa định mở miệng phản bác, nhưng kết quả còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị Cố Thành Phong kéo qua. Nghi thức trừ tà phức tạp dườm già, trải qua mấy canh giờ mới có thể kết thúc. Nhan Linh Tuyết chân chính cũng hoàn toàn trở lại. Nhìn hai chị em ôm nhau khóc, Cố Thành Phong cảm thấy vui mừng. Sau đó ba người ngay lập tức rời khỏi Hoàng Tuyền Quỷ Thành. Lúc này tỷ muội Nhan Linh Tuyết muốn rời đi, nhưng Cố Thành Phong lấy lý do yêu nữ vẫn chưa thanh trừ triệt để, phòng ngừa sẽ lặp đi lặp lại như trước, cho nên hắn làm người tốt phải làm đến đường cùng, ngay lập tức giữ hai tỷ muội ở bên người. Nhan Linh Ngọc ngược lại không có phản ứng gì quá lớn, bởi vì nàng ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dọc theo đường đi, nàng ta đã quen với hành vi của Cố Thanh Phong. Thậm chí nàng ta cảm thấy mình không giống như bị quỷ thần bị ăn, đã xem như có kết cục rất tốt rồi. Nhưng Nhan Linh Tuyết rõ ràng không nguyện ý, luôn tìm mọi cách thăm dò, muốn chạy trốn. Đối với việc này, Cố Thanh Phong đều nhìn thấy hết. Hắn lén truyền âm với Nhan Linh Tuyết. Yêu nữ nhà ngươi, thật ra ngươi vẫn luôn diễn kịch đúng không? Nhan Linh Tuyết kinh hãi biến sắc. Nếu ngươi muốn trừ tà thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm cái cớ như vậy? Ngươi thật sự cho rằng bổn đế không hiểu ý nghĩa sâu sắc sao? Kỳ thật sau khi Cố Thanh Phong đánh bại Nhan Linh Tuyết, đã sớm có được ý nghĩa sâu sắc luân hồi của đối phương, cho nên cực kỳ hiểu rõ đối với việc chuyển thế của nàng ta. Ngươi và Nhan Linh Tuyết vốn là một người, không phải quan hệ kiếp trước kiếp này. Kiếp trước người sống vô tận năm tháng, còn kiếp này Nhan Linh Tuyết mới có bao nhiêu kinh nghiệm. Hai người dung hợp, tất nhiên là trí nhớ nhân cách của ngươi sẽ làm chủ đạo. Có thể lý giải là Nhan Linh Tuyết kiếp này đột nhiên gia tăng thêm một trải nghiệm kỷ nguyên. Con người đều sẽ trôi qua theo thời gian, sẽ thay đổi theo kinh nghiệm gia tăng, cho nên người mới có thể biến thành bộ dáng như bây giờ. Sở dĩ ngụy trang, chẳng qua cũng chỉ là không muốn bị trừ tà lần nữa mà thôi, có đúng hay không? Sắc mặt Nhan Linh Tuyết hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng ta vẫn không tin. Ngay khi vừa định phản bác lại, Cố Thành Phong lại nhìn nàng ta, u quang trong mắt lóe lên, ẩn hiện bí mật luân hồi vô tận. Làm sao ngươi có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu sắc của luân hồi? Cố Thành Phong mỉm cười. Luân hồi, tiểu đạo mà thôi. Trong lòng Nhan Linh Tuyết nổi lên một trận sóng to gió lớn. Nói đi, trên tiên vương cảnh giới gì cùng với lai lịch của ngươi? Đề nghị ngươi thành thật giải thích, đừng ép bổn đế động tay chân. Nhan Linh Tuyết trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng từ từ nói. Giống như ta nói trước đó, ta là người sống sót của kỷ nguyên trước. Phương thiên địa này, mỗi khi một kỷ nguyên chấm dứt, sẽ có sinh ra kỷ nguyên chi kiếp. Dưới kiếp nạn kỷ nguyên, vạn vật cuối cùng cũng yên tĩnh, tất cả trở về hỗn độn. Cố Thành Phong nhíu mày, vĩnh hằng trần giới không phải vĩnh hằng bất diệt sao? Nhan Linh Tuyết lạnh nhạt nói, là vĩnh hằng bất diệt, kiếp nạn kỷ nguyên tiêu diệt là chúng ta, cũng không phải vĩnh hằng chân giới. Khắc khắc khắc, thật đúng là có chút thú vị. Một số người như chúng ta, vì sinh tồn cho nên đã nghĩ hết các biện pháp, tránh né kỷ nguyên chi kiếp. Người như các người, người chỉ là cường giả trên tiên vương, mới có tư cách sống sót dưới kỷ nguyên chi kiếp. Cố Thành Phong khẽ nhíu mày, Nhan Linh Tuyết lắc đầu. Lời của ngươi chỉ nói đúng một nửa,
quả thật chỉ có tiên vương mới có tư cách sống sót, nhưng nghiêm khắc thì chúng ta cũng không tính là tiên vương chân chính. Trên tiên vương, cường giả gọi là tiên quân. Cấp bậc tiên quân có thể xây dựng đại đạo áo nghĩa thành một thế giới độc quyền của riêng mình, là quân chủ của thế giới, giống như giới vực luân hồi ta thi triển lúc trước. Còn chúng ta chỉ có thể xem như nửa bước tiên quân, chỉ có thể xây dựng ra pháp tắc thế giới ban đầu, nhưng không hoàn thiện. Cường giả tiên quân chính căn bản, không e ngại kỷ nguyên chi kiếp. Bọn họ có thể trốn vào trong thế giới pháp tắc của mình, tránh né tài kiếp. Còn nửa bước tiên quân như chúng ta, mặc dù cũng có thể trốn vào thế giới pháp tắc mới hình thành hình thức ban đầu, nhưng thế giới như vậy cũng không hoàn thiện, vẫn có nguy cơ bị diệt. Nếu như kỷ nguyên chi kiếp so sánh với một trận mưa to, vậy thì thế giới pháp tắc hoàn thiện chính là một gian nhà ngói chất lượng cực tốt, người trốn ở trong đó sẽ không bị ướt chút nào. Còn chúng ta xây dựng thế giới chỉ là một gian nhà rách nát, một túp lều tranh rột mái. Chất lượng tốt chút thì nhiều lắm là chỉ bị ướt chút chút, nhưng chất lượng kém thì chỉ có thể nguyên cả cái nhà cũng sẽ bị cuồng phong bão táp lật đổ. Nhà Linh Tuyết giải thích rất sinh động, Cố Thành Phong thoáng nghe đã hiểu rõ. Chỉ là hắn thật không ngờ tới, tiên quân và tiên vương lại có chênh lệch lớn như vậy. Chỉ nửa bước tiên quân đã có được sức mạnh nghiền ép bất kỳ tiên vương nào. Thật ra ngẫm lại cũng đúng, cảnh giới càng cao, độ khó tiến dài càng lớn, cho nên chênh lệch cũng sẽ cực kỳ lớn. Bởi vì các ngươi đều là nửa bước tiên quân, cho nên phần lớn các ngươi đều rất khó sống sót, nguyên vẹn trong kỷ nguyên chi kiếp. Đúng vậy, giới vực luân hồi của ta chỉ có hình thức ban đầu, căn bản không đủ sống sót, cho nên đành phải dựa vào luân hồi chi lực, trốn vào luân hồi, chuyển thế trọng sinh. Những người khác mạnh hơn ta, mặc dù bọn họ sống sót, cũng đã sớm rơi vào giấc ngủ sâu hoặc ẩn trong những góc nhỏ, không được biết đến, yên lặng phục hồi. Tuy nhiên tính toán ngày tháng, chắc bọn họ đã gần như khôi phục, bởi vì siêu thoát vật chất bắt đầu hiện thế, có nghĩa là kỷ nguyên này bắt đầu hưng thịnh, bọn họ có thể mượn vật chất siêu thoát để khôi phục thương thế tốt hơn. Vật chất siêu thoát là gì? Cố Thanh Phong hỏi, hắn vẫn rất tò mò, bởi vì các đại tiên vương liều mạng cũng phải cướp đoạt vật chất siêu thoát. Vật chất siêu thoát chính là kết tinh của kỷ nguyên, là tinh hoa để lại sau khi kỷ nguyên bị hủy diệt trước đó. Dựa vào loại tinh hoa này, có thể gia tốc xây dựng thế giới pháp tắc của bản thân, từ đó siêu thoát. Ồ, Cố Thành Phong hai mắt sáng người, nghe thấy vật chất siêu thoát này rất đáng giá. Lúc trước người của Tiên Vương Điện vẫn luôn muốn cướp đoạt vật chất siêu thoát của đám người Thiên Đô Tiên Vương. Hiện tại vật chất siêu thoát này đã rơi vào trong tay mình, có thể nói là đã kiếm được một khoản lớn. Hơn nữa mình có thể lấy vật chất siêu thoát đi cho tiên vương ăn, nuôi tiên vương mập lên, sau đó rồi lại làm thịt. Vậy trên tiên quân là cái gì? Nhà Linh Tuyết lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Ở trong viên tinh uyên không có cường giả trên tiên quân, thậm chí ngay cả tiên quân cũng không có. Đây là vì sao? Vĩnh hằng chân giới lớn vô hạn, tuy nhiên là một nơi trong đó càng giống như lồng giam. Mỗi lần kỷ nguyên chi kiếp đều là một lần thu hoạch. Chỉ có cường giả tiên quân mới có thể tránh thoát khỏi lồng giam. Khi cường giả tiên quân đủ để tránh thoát khỏi lồng giam, bọn họ sẽ lựa chọn rời khỏi tinh viên. Chỉ có tiên quân mới có thể rời khỏi viên tinh. Không phải nói tiên quân không sợ kỷ nguyên chi kiếp sao? Vì sao còn muốn rời đi? Nhan Linh Tuyết lúc này đột nhiên dừng một chút, ngữ khí sầu kín nói. Nghe đồn có một vị cường giả tiên quân từng nói viên tinh có gì đó rất đáng sợ, không rời đi sẽ chết. Cố Thanh Phong càng lúc càng thêm kinh ngạc, rốt cuộc viên tinh đang cất giấu bí mật gì lại có thể làm cho cường giả cấp bậc tiên quân sợ hãi phải chạy trốn. Đang lúc hắn định tiếp tục hỏi, đột nhiên một cỗ khí thế cường đại phóng lên trời, phi nước đại từ phương đông xa xôi. Ầm ầm, một cầu vồng màu xanh biếc chói mắt
từ chân trời giáng xuống, hóa thành một nam tử mặc áo lục bào, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, đầu đội nón lông chim. Làn da tổng thể của hắn màu xanh nhạt, giống như kim loại ngọc bích tưới lên, lưu chuyển ánh sáng chói mắt. Một cỗ khí tức sát phạt đáng sợ, hung hãn, từ trên người hắn ta khuếch tán ra, bao phủ hiện trường. Rõ ràng là một vị tiên vương đỉnh phong. Trước khi hắn chặn Bạch Cốt Huyết Chu, mỉm cười nói: "Chúc mừng quỷ mẫu đại nhân thoát khốn, tại hạ Lãnh Liệt, đến từ khu cấm khu Táng Thiên, phụ mệnh chủ thượng, mời ngài đi cấm khu Táng Thiên làm khách." Trong thuyền Bạch Cốt, sắc mặt Nha Linh Tuyết đột nhiên biến đổi. Cấm khu Táng Thiên? Cố Thành Phong nghe thấy bốn chữ này, trong đầu đột nhiên hiện ra tình báo liên quan đến cấm khu Táng Thiên. Trên dòng sông pháp tắc này, nà ná có 6 cái cấm khu như quỷ vực Sâm La, được xưng là lục đại cấm khu. Trong đó quỷ vực Sâm La chẳng qua chỉ là cấm khu ở giữa dòng sông pháp tắc, còn cấm khu Táng Thiên lại là ở nửa sau dòng sông pháp tắc, so với quỷ vực Sâm La, có càng làm cho người khác khi nghe đến đều sợ mất mật. Quỷ vực Sâm La tuy rằng thần bí hung hiểm, nhưng ít nhất còn có người dám vào. Không thấy đám người Thiên Đô Tiên Vương tiến vào trong đó tránh né kẻ địch cường đại sao? Nhưng cấm khu Táng Thiên, đó chính là cấm khu chân chính. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, từng có một số cường giả Tiên Vương tiến vào cấm khu Táng Thiên. Cũng không có ngoại lệ, tất cả đều chết, thậm chí còn có Tiên Vương đỉnh phong. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.